Trân trọng kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn 51.3. Chương trình của Góc nhìn tôn giáo đến với quý vị trong đêm hôm nay, nhân ngày lễ tình yêu. Hiện diện trong phòng thu ngày hôm nay có Hòa thượng Thích Quyền Việt và linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm. Kính mời quý vị gửi lời chào đến quý khán thính giả của đài. Tôi là Hòa thượng Thích Việt, xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị khán giả của đài Sài Gòn Network TV, kính chào cư sĩ điều hộp chương trình, kính chào cha. Dạ. Vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Network TV cũng như cư sĩ Nguyễn Dũng và Hòa thượng Huyền Việt, rất vui để trò chuyện với quý vị trong ngày Valentine hôm nay. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi ngồi đây là cũng có cái tình trong liên tôn giáo, và quý vị ngoài kia đang ngồi với gia đình, tình trong gia đình, và những người còn những người bạn kế một bên chưa lập gia đình thì có những người tình yêu trong người bạn bè. Kính thưa quý vị, thật sự trong cuộc sống mà con người không có tình với một chữ yêu thì thật sự là cái cuộc sống nó rất là vô vị và mọi người không gần gũi với nhau. Để thấy rằng cái lịch sử của tình yêu từ 14 tháng 2 năm 270 xa xưa thì do một cái vị thánh Valentine, thì trong cái tinh thần vì đạo mà đã vượt qua mọi trở ngại, từ đó mà đi vào mang một cái ý nghĩa của một vị thánh mang tình yêu đến mọi người qua trái tim và qua cái mũi tên xuyên trái tim. Thành ra có nhiều người bảo rằng khi mà trái tim tôi bị bắn một mũi tên thì bị một người, nhưng mà bắn liên thanh thì mũi tên quá nhiều người. Cái chính vì cái sự đẹp đẽ trong tình yêu như thế mà các bậc giáo chủ đều ra đời để dạy chúng ta trong tình yêu. Thì kính thưa quý vị, thì như vậy là tình yêu lúc mà tôn giáo, trước khi tôn giáo ra đời, là tình yêu con người cũng đã có. Và như thế đó thì khi quý vị cho biết là định nghĩa thế nào là tình yêu, và tình yêu đối với quý vị là những người xuất gia thì là nghĩ thế nào là một cái tình yêu của người ở thế gian và tình yêu xuất thế gian. Kính mời đến một. Dạ vâng. Nói về tình yêu, có lẽ nhiều khi khán giả ở ngoài họ cười mình, họ nói mấy ông này xuất gia biết gì về tình yêu mà lên đây nói chuyện về tình yêu. Thật sự thì nhiều khi mình chúng ta nói về tình yêu thì chúng ta hay nói về tình yêu trai gái, phải không ạ? Dạ, thông thường thì ngay nghĩ hay tới tình yêu đó, nhưng mà thật sự thì tình yêu nó có nhiều cái khuôn mẫu của tình yêu khác nhau. Và rồi tùy theo cái thời kỳ của mỗi người ở trong cuộc sống của mình mà mình nghĩ tới tình yêu khác nhau. Tôi nói ví dụ như là mấy em trẻ thì nó lớn lên thì nó sống ở trong cái mái ấm gia đình, thì cái tình yêu của nó đó là tình yêu nhận được, tức là tình yêu từ cha mẹ cho con cái, và tình yêu của chúng nó là tình yêu nhận được từ cha mẹ, rồi tất cả những cái sự thương yêu của cha mẹ, rồi món quà cha mẹ, rồi tất cả những của cải vật chất cha mẹ nó giúp cho cái đứa bé đó. Cái đó là tình yêu từ lúc nhỏ tới lớn lên, tới teenager. Rồi khi tới tuổi dậy thì đó thì cái tình yêu nó lại khác nữa, nó biến đổi thành cái tình yêu từ cái tới cha mẹ như vậy, biến đổi thành tình yêu nó nhiều về trai gái nhiều hơn. Dạ. Rồi qua cái tuổi đó thì tới tuổi trung niên, khi mà lập gia đình rồi có con, thì những người ở trong mặt sống gia đình cha mẹ như vậy đó, đối với họ thì nhiều khi tình yêu nó lại biến hóa thành tình yêu thương cho con cái mình, tức là tình yêu cho đi, tình yêu thương yêu con cái mình. Rồi tới tuổi cao hơn nữa, tuổi già đó, thì tình yêu nó biến trở thành mình nghĩ nhiều hơn về cái tâm linh, về sự thiêng liêng, về tình yêu đối với tấn tối cao nhiều hơn. Cho nên nói tình yêu nó có nhiều cái giai đoạn khác nhau. Rồi nếu mà nói bên thông thường, nói bên về triết học đó, tại bên Công giáo thường dựa vào triết học, và đặc biệt là triết học ở bên Hy Lạp đó, thì tình yêu cũng vậy, cũng được định nghĩa khác nhau, nhiều loại tình yêu khác nhau. Ví dụ như là tình yêu philia, có nghĩa là tình yêu giữa những người bạn với nhau, những người đồng chí hướng với nhau, những người chia sẻ với nhau, có qua có lại, đó là tình yêu philia. Rồi tình yêu eros,
Eros tức là tình yêu nó đậm mùi về cái sự nồng nàn của trai gái nhiều hơn sự đam mê ở trong đó. Rồi tình yêu cao hơn nữa là tình yêu thăng hoa, thì giống như là tình yêu mình yêu thương quê hương, yêu thương đồng bào, mình hy sinh với những người khác, đồng thời tình yêu đối với đấng tối cao. Đó là những cái bước của tình yêu. Nhưng mà thật sự thì nếu mà cư sĩ Dũng hỏi chúng tôi về tình yêu mà bên Công giáo định nghĩa như thế nào, thì tình yêu bên Công giáo định nghĩa đó là một cái sự cho đi, một cái điều mà mình muốn cho cái người mình yêu được cái điều gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời. Thì có lẽ nó bao trùm mọi chuyện, những cái gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời thì mỗi người mình, có lẽ mỗi người mình định một cái hướng khác nhau. Ví dụ người cha mẹ thì muốn tình yêu đối với con cái thì cho con cái mình những cái điều gì tốt đẹp nhất để con cái mình nó lớn lên, nó có cái cơ hội nó thành người tốt lành trong xã hội. Nhưng mà cái tình yêu mà cao nhất đó là tình yêu muốn cho người mình được, người mình yêu đó được cái sự sống trọn vẹn, tức là cái nói về bên tâm linh ở bên Công giáo đó là được cái sự sống của Thiên Chúa, được cái sự sống đời đời. Cái đó là cái điều mà tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời này mà một người Công giáo có thể cho một người khác trong cái tình yêu của mình. Dạ, dạ. Cảm ơn anh Mục. Kính mời Hòa Thượng. Dạ. Kính thưa quý ngài và quý vị, hai chữ tình yêu, nếu các vị ở đời thì các vị rất là dễ hiểu ở chỗ là cái tình đó có thể là tình yêu đó là trên căn bản là nó dựa trên cái hai người khắc phái, đó là cha và mẹ mình hay là vợ và chồng. Nói cho đơn giản là vợ chồng. Rồi vợ chồng đó khi mà lấy nhau rồi thì nó khác, nhưng mà trước khi mà lấy nhau, hai người nam nữ mà thương với nhau, phải duyên phải nợ với nhau, trước khi mà đồng ý với nhau trong giai đoạn chinh phục thì nó là khác. Mà bây giờ Linh Mục nói rằng tình yêu trai gái thì cái chữ cha nói như vậy thì nó cũng khác rồi. Bây giờ nó không còn lady and gentleman mà nghĩa là thưa quý ông quý bà nữa, mà cái chữ đó phải thay đổi nữa, tức là nam họ lấy nam với nhau, nữ họ lấy nữ với nhau, họ không có tình thương họ mới lấy với nhau chứ. Nhưng mà cái vợ chồng định nghĩa nó là khác rồi. Nói tóm lại là con người nó cũng là một loài sinh vật, một loài sinh vật trong ý nghĩa chung. Ngay cả các loài sinh vật thú vật nó cũng có cái tình thương của nó. Ví dụ gà con và gà mẹ khi sinh ra thì con gà mẹ nó bảo vệ con gà con tới cùng, thậm chí nó hy sinh để bảo vệ con gà con. Nhưng mà ở một thời gian bao nhiêu tháng đó thì khi gọi là lẽ mẹ rồi thì gà mẹ với gà con có thể tranh giành với nhau mà không còn ai bảo vệ ai. Nhưng mà con người thì được gọi là thượng đẳng, có cái trí tuệ đó, cái ý thức, cái trí sáng suốt đó nó khác với các loài sinh vật khác. Cho nên cái tình yêu trong con người nó, loài người nó khác với cái loài thú vật. Tuy nhiên cái sự thương lăng mẫn, thương người kế bên là cái chuyện đó là mà nó nằm trong sinh loại nói chung là nó giống nhau. Nhưng mà con người vì có kèm theo cái trí, cái sự suy nghĩ nữa, cho nên trong nhà Phật nó gọi là từ và bi. Từ là cái tình thương và bi là cái sự bảo vệ cho cái tình thương nó được thăng hoa, được bền chắc và được thăng hoa. Và cuối cùng ra thì cái tình từ và bi đó khi mà phát triển rồi thì nó nâng lên cái trí tuệ, nó thành cái trí tuệ nó hướng dẫn cho cái từ bi, cái tình thương trong đạo Phật được ghi nhận như vậy. Dạ, cảm ơn Hòa Thượng. Kính thưa quý vị, trong bài tình yêu Đức Huỳnh Giáo Chủ xác định rằng ta đã đa mang một khối tình dường như thể hải giới sương minh, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh. Trong cái khối tình của một vị giáo chủ về xuất thế gian yêu trong khắp mọi loài, vì chính vì cái chỗ mà ngài đa mang một khối tình đó, thế nên trong cái cuộc đời mà để hành đạo cũng như ngài dạy cho người tín đồ, cái tình yêu thứ nhất là gia đình, ông bà cha mẹ, và cái tình yêu kế đó là nhân loại và đại đồng. Thì trong cái suy nghĩ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chia làm hai phần, yêu đời và yêu người. Yêu đời là mọi những người xung quanh, do đó mà trong cái cuộc sống chúng tôi làm những cái công tác xã hội nhiều hơn. Và yêu người là yêu những người thân trong gia đình
và trong đó là đặc biệt là những người của ông bà tổ tiên nhiều đời để lại. Như với cái nhìn như đó thì bên Phật giáo Hòa Hảo nghĩ rằng tình yêu là một cái sự cho và nhận không dẫn đục, và trong cái sự tương kính tôn trọng lẫn nhau giữa người với người. Kính thưa quý vị, chương trình sẽ tạm ngưng sau phần thông tin thương mại. Xin quý vị vẫn giữ trên màn hình.